Đây là cái sợi trầm hương vô cùng đặc biệt đã được em mở đấu giá nhân dịp chào đón năm mới năm 2024. Thì đây là một sợi trầm hương 108 hạt 6 ly hàng chìm lò 1 đã được em mở đấu giá ở trên cái nền tảng đấu giá chấm mộc nhiên phát chấm con. Thì mấy bữa nay chắc mọi người cũng đã theo dõi và thấy được cái vật phẩm này đã được em đưa lên sàn đấu giá. Thì cái vật phẩm này đấy là một vật phẩm giá trị rất là cao, rất là cao, rất là khó để mà đưa lên đấu giá được. Tại vì đấu giá đấy nó sẽ tùy thời điểm, tại vì cái giá trị nó lớn, nhưng mà nếu mà đấu giá thông qua hình thức đấu giá đấy mà số lượng người quan tâm đấy nó hạn chế thì rất là dễ dẫn đến cái tình trạng ấy là bị không đúng cái giá trị thật của nó, vừa ảnh hưởng đến cái giá tiền của chủ nhân là em, vừa ảnh hưởng đến cái giá trị vật phẩm, nên là rất là ít người dám đưa những cái đồ lên đấu giá. Nhưng mà nhân cái dịp cuối năm đặc biệt này thì coi như là một buổi tri ân, một buổi giao lưu đặc biệt, thì em có đưa vật phẩm lên đấu giá giao lưu với mọi người với cái giá khởi điểm đang rất là thấp. Và hiện tại đấy thì cũng có rất là nhiều vật phẩm đang được mở đấu giá ở trên cái nền tảng của em. Thì mọi người có thể quan tâm có thể truy cập vào trang web đấu giá .mocnhienphat.com để mọi người có thể đấy là theo dõi xem thử vật phẩm nào nó phù hợp với cái nhu cầu của mình về chất lượng, về hình thể, về giá trị này nọ, thì mọi người có thể là tham gia đấu giá giao lưu và sở hữu nha mọi người. Và đặc biệt ấy, trong cái đêm đó em có tổ chức rất là nhiều cái mini game. Nếu đêm đó anh chị nào mà không đi chơi đấy thì có thể là vào tham gia theo dõi phiên đấu giá, biết đâu có cơ hội nhận được các phần quà rất là đặc biệt trong cái đêm đó với em. Mừng năm mới nha mọi người.